Xin chào tất cả mọi người. Cảm ơn mọi người đã cùng bước chút thời gian quay trở lại với kênh An Thái Auto. Trong video ngày hôm nay, trên tay em đang cầm để giới thiệu tới mọi người một sản phẩm. Đó chính là motor lên xuống kính của xe Toyota Vios 2016 đến 2019. Sản phẩm là hàng liên doanh cao cấp anh em nhé. Đây là hình ảnh chiếc motor. Cái motor của dòng Toyota thì nên những bản đời mới thì nó có một chút đặc biệt. Đó là cái thứ nhất là nó sẽ liền một cái, như mọi khi là đời cũ thì thường sẽ là cái rắc ra liền, nhưng lên những bản đời cao thì chúng ta, anh em có thể nhìn thấy không ạ? Đưa ra đây, rồi một cái bảng điện tử. Đây, điều chỉnh đây. Đây chính là cái phần IC, hay chúng ta thường gọi là phần IC của cái motor. Motor này cầm khá là đầm tay, rất là chắc chắn. Cái đời này thì nó vẫn là dùng bản, tức là cái răng của nó là 7 răng. Đây, riêng của dòng xe Nhật thì anh em lưu ý này. Đó, nhất là dòng Toyota thì gần như là cái thiết kế để bắt vào cái comba từ bên lái, bên phụ đều là hình tam giác hết. Đó. Thì vừa rồi thì em vừa giới thiệu sơ qua anh em cái sản phẩm, đó chính là cái motor lên xuống kính của xe Toyota Vios 2016 đến 2019. Cảm ơn mọi người đã cùng bước chút thời gian quay trở lại xem video. Hẹn gặp lại mọi người trong những video kế tiếp. Anh em quan tâm tìm hiểu tư vấn về sản phẩm thì hãy liên hệ với em theo số 0769086333. Hỗ trợ kiểm tra lắp đặt thay thế tại gara ô tô BMT số 1 ngõ 319 Tâm Trinh. Số liên hệ là 0856727222. Em xin cảm ơn, hẹn gặp lại mọi người trong những video kế tiếp. Em xin chào.